Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Roblox đây các bạn ơi. Ok, thì ngày hôm nay như mấy bạn đã yêu cầu mình thì hôm nay mình sẽ chơi game Roblox nha các bạn nha. Bởi vì có rất là nhiều bạn không hiểu sao mấy bạn lại thích mình chơi Roblox lắm. Vậy cho nên là mình đang suy nghĩ là không biết rằng mình có nên tạo một cái kênh YouTube có tên là Phong Cận Roblox chẳng hạn, để mình quay video về Roblox cho bạn xem không ta. Có thể nha. Nếu như mấy bạn nào mà muốn mình làm một cái kênh chuyên về Roblox thì hãy comment xuống bên dưới cho mình biết và nhấn nút like cái video này, thì mình sẽ tạo ngay một kênh làm về Roblox cho bạn xem nha. Ok, thì ngày hôm nay như mấy bạn đã đọc tiêu đề thì mình nghĩ các bạn cũng biết video ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi cái gì đúng không? Đây, xin giới thiệu với các bạn. Đây chính là ông ngoại của mình. Tèn. Trời sao mà tôi nhìn khuôn mặt của ông ngoại tôi thấy sợ quá ta. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game có tên là Trốn Thoát Khỏi Ông Ngoại Kinh Dị Đáng Sợ. Tôi không biết cái ông ngoại trong đây là đáng sợ cỡ nào, nhưng mà tôi nhìn cái khuôn mặt là tôi thấy đáng sợ ấy bạn à. Nhìn khuôn mặt nè. Ơ nhưng mà khoan từ, tính ra ông ngoại ở trong game này á cũng giống ông ngoại mình một chút xíu ở ngoài đời thật các bạn ạ. Đó chính là giống ở chợ là ông ngoại của mình cũng mập mập giống như thế này, chứ ông ngoại của mình không có cái khuôn mặt như thế này đâu nha các bạn nha. Ok. Được rồi, thì cái trò này á thì mình vừa vô Roblox thì mình thấy cái trò này được đề xuất cho mình, thì không biết cái trò này chơi sao đây, để mình xem coi. Đi qua cái cửa này hả ta? Ok, đi qua cái cửa nè. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Ui, ông ngoại tỉnh dậy rồi. Oh my god, vậy là ông ngoại sẽ đuổi mình hả? No, chạy. Ông ngoại sau lưng rồi. No, trời. Ông ngoại này nhìn vậy thôi mà chạy nhanh lắm nha các bạn nha. Ui mà nếu mình bị bắt thì sao ta? Rồi xong. Nếu như mà tôi bị bắt thì tôi sẽ bị ông ngoại đập cho một gậy. Ok, hợp lý, ok, được. Vậy thì bây giờ nhiệm vụ của tôi là phải trốn thoát khỏi ông ngoại các bạn ạ. À. Được rồi, cái này là nãy tôi test thử thôi. Ê, sao có cái hàm răng giả của ông ngoại ở đây vậy? Trời ơi trời. Ơi, bây giờ ông ngoại chạy ra rồi đúng không? Ok, ông ngoại ơi, đuổi con đi ông ngoại. Ê, tôi phải né mấy cái vũng nước ra thì phải. Bởi vì cái nước này giống kiểu cái nước súc miệng của ngoại á, nó dính nè, cho nên tôi đạp vô cái là tôi sẽ bị chậm lại các bạn ạ. À. Hơi bị đáng sợ luôn á. Ok, chạy. Ông ngoại ơi, đuổi con đi ông ngoại. Ok, đi qua bên đây. Ui. Ủa. Sao ông ngoại đứng im mà ông ngoại? Rồi ông ngoại không đuổi nữa rồi. Thôi rồi, để tôi lên trên xem thử coi. Ở chỗ này chúng ta có thể thấy là một cái bức ảnh của ông ngoại. Ôi, nhìn khuôn mặt của ông ngoại kiểu giống như là muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy các bạn ạ. À. Sợ thiệt sự luôn á trời. Thôi rồi, nói chung là nhiệm vụ của tôi là phải thoát khỏi ông ngoại. Trời, cái gì đây? What? Sao nhà của ông ngoại cái gì đâu mà bảy đâu cái kiểu nhìn ghê vậy trời. What the hell? Ok, được. Vậy thì bây giờ tôi phải vượt qua mấy cái bẫy này đúng không? Cái này là gì đây? Cái này nhìn giống như là một cái đèn laser á bạn. Mình sẽ ngước lên cao thế này để mình nhìn, mình nhảy cho dễ. Ôi trời ơi, cái gì chứ mấy cái đèn laser này làm sao mà cản đường được tôi được. Không thể cản bước được phóng ra mình nữa không? Ok, đi qua nè. Ui, cái này hình như là cái súp lơ xanh nè. Rồi, tôi hiểu luôn. Chắc chắn là cái nhân vật đứa cháu ở trong cái game này á bạn là rất là ghét ăn rau á. Cho nên là ông ngoại bắt ăn rau rồi. Cho nên nhìn thấy mấy cái rau súp lơ xanh là sợ lắm mấy bạn à. Ok, bạn ơi, bạn tránh đường giúp mình đi bạn. Bạn đi chậm quá, để mình đi giùm cho. Đây. Ủa, cái này là đi trên ống nước đúng không? What? Ông ngoại siêu to khổng lồ. Trời ơi trời. Nhìn sợ thiệt luôn á bạn. Tôi mà có ông ngoại ngoài đời thật tôi mà như thế này chắc tôi không dám lên thăm ông ngoại luôn á. Ờ tôi nói đùa vậy thôi, chứ ông ngoại như thế nào thì vẫn là ông ngoại của chúng ta. Rồi xong, té xuống lava luôn. Ủa rồi giờ sao ta, chơi từ đầu hả? What? Đừng có nói với tôi là chơi từ đầu nha. Ờ không, chơi từ đầu may quá. Làm lại. Trời ơi, cái đường ống này nó hơi bị trơn luôn á bạn. Nếu bây giờ mình chỉ cần gọi là lướt nhẹ ra bên ngoài cái mép của cái ống cái thôi là mình sẽ bị trượt chân, mình té xuống dưới liền. Bởi vậy cho nên là tôi phải đi thật là từ từ, cẩn thận các bạn à. Tính ra là game Roblox này nó không có giống như Minecraft là nó di chuyển gọi là sao ta? Có vẻ là nó hơi khó hơn á sao á, tôi cảm nhận là như thế. Còn bạn nào thấy Minecraft với Roblox, bạn nào thấy game nào dễ chơi hơn thì comment xuống bên dưới tôi biết nha. Ok, còn chỗ này gì đây? Ở trên kia có mấy củ cà rốt rơi xuống vậy. Hình như là nhiệm vụ của tôi phải né mấy củ ở đây phải. Hí, u, chỗ này phải nhảy lên nè. Ôi dạ. Trời, cái gì chứ mấy cái trò né này là tôi hơi bị đỉnh. Được. Ui. Tôi mới thấy có một cái ông bị cái súp lơ xanh nó đè lên cái sống đầu bốc hơi luôn bạn ơi. Trời ơi, lại là mấy cái hàm răng giả của ông ngoại nữa. Không biết là ông ngoại có bao nhiêu cái răng mà ở đây nhiều hàm răng giả chứ vậy. Oh my god, nhảy qua nè. Rồi, chỗ này là hình như chỗ này là phải nhảy qua cái bóng đèn. Lên được không? À, lên được. Trời. Rồi qua. Ôi, tôi thấy ông ngoại tôi đang ngủ bên dưới kìa bạn. Ôi, dưới nước này hình như dưới này là nước xà phòng thì phải. Ông ngoại đang ngủ ở trong nước xà phòng hả ta? Ồ, cái này là gì đây? Quần áo với lại tất của ông ngoại hả? Trời, đừng có nói là đạp vô mấy cái tất này là sẽ bị chết nha. Có khi nào đây là cái tất của ông ngoại để hình như là chắc cũng mấy tháng rồi chưa giặt, cho nên là mình đạp vô cái là mình sẽ bị chết hay sao các bạn ạ? À? Thiệt sự, sợ thiệt sự. Ok, đi qua nè.
chỉ cần cố gắng lách lách làm sao cho nó khéo khéo xíu là sẽ không lo bị té xuống dưới các bạn ạ. Ủa mà sao từ nãy giờ tôi không thấy ông ngoại đuổi tôi ta? Ông ngoại nằm ngủ hoài luôn các bạn. Ok, không sao. Đỡ hơn là phải vừa chạy vừa trốn ông ngoại là hơi bị mệt á. Chỗ này là gì đây? Kéo cái này xuống. À rồi tôi hiểu luôn, kéo này xuống cái này sẽ bung 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 lên nè, mình phải nhảy qua nè. Mình chỉ cần gọi là lâu lâu xíu thôi là cái đó nó sẽ sập xuống lại. Chắc là như thế. Ok. Qua bên đây, rồi cái này là gì đây? À, bám vô cái này trượt qua. Rồi qua nè. Ờ, cái này lại tiếp tục là tia laser hay sao á? Né, cái này cái tia laser này thì dễ thôi. Qua bên đây. Sử dụng các tấm ván để vượt qua hả? Là như thế nào ta? Là lấy cái ván này hả? À rồi rồi, hiểu rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái tấm ván này, sau đó mình đem qua bên đây, rồi sau đó mình để ở đây để mình bắt cái cầu mình đi qua các bạn ạ. À. Rồi rồi, hiểu. Ok, tính ra game này thú vị phết nha. Không biết là ở trong Roblox là có game bà ngoại kinh dị không ha? Tôi nghĩ là có đó, chắc là tập sau tôi sẽ chơi thử game bà ngoại kinh dị thử xem coi. Có cái bà ngoại kinh dị với ông ngoại kinh dị ai sẽ đáng sợ hơn các bạn ạ. Thiệt sự luôn á. Ok, vô đây. Rồi, lấy cái tấm ván nè. Đây, đi qua bên đây, hình như là cần một tấm ván thôi là đủ rồi hay sao á. Đi qua. Ủa mà khoan từ. Tôi đâu cần nhiều gì đâu ta. Tính ra tôi qua bên đây, xong tôi lấy cái tấm ván này, xong tôi đem qua đây. Ủa là được, tôi cần gì tôi quay lại tôi lấy lần ba tấm ván làm gì trời. Mất thời gian thiệt sự luôn á. Ok, rồi, nhảy lên đây. Ui trời ơi, tôi thề, tôi không thích cái bắt cua ở trong Roblox tí nào hết. Tôi cảm giác nó khó hơn là nhảy trong Minecraft nhiều luôn á bạn. À cũng không nhiều lắm, nhưng mà nó hay dễ bị trượt chân á bạn, cho nên là mình cũng không thích bắt cua trong Roblox cho lắm. Ok, hình như đằng sau lưng của mình cũng là hai bạn đang chạy trốn khỏi ông ngoại đó. Ok, nhảy xuống dưới đây rồi. Tiếp theo là gì đây? Ủa. Ui. Rồi. Có bị chết vậy? No. Ui trời, xoay mấy vòng luôn trời ơi. Ủa. Ủa sao nằm im rồi? No. À, đứng lên được, trời ơi, tôi tưởng là bị té xong đầu thua luôn rồi chứ. Ok, qua bên đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có cái gì đây? Bánh quy nướng tươi của bà hả? Ồ, bánh quy của bà. Ui. Ồ, rồi, tôi hiểu rồi. Hình như là mình ăn cái bánh quy là mình sẽ to lên hay sao á. Đâu, ăn thử coi. Rồi. Mình phóng to lên thế này, sau đó là mình sẽ chạy nhanh hơn. Mình sẽ nhảy cao hơn, rồi sau đó mình sẽ nhảy... Có một ông rơi xuống dưới rồi kìa. Đấy. Rồi. Ơi, cái này dễ. Mình biến to lên là cho nên là mình nhảy khá là xa các bạn ạ. Cho nên là cũng không khó lắm. Ok, nhảy qua nè. Rồi. Dạ. Chị nhanh dữ ta. Bánh quy của bà giống kiểu thuốc thần vậy các bạn. Ok. Rồi qua bên đây thì mình lại nhỏ lại rồi. Ok. Rồi, nhảy qua đây. Ủa. Sao cái tấm dáng thì tôi thấy nó không được an toàn lắm bạn ơi, giống kiểu nó gãy. Ui nó gãy thiệt. Nó gãy thiệt các bạn ạ. À. Vậy là mình phải nhảy nhanh qua đúng không? Ok rồi, nhảy nhanh qua. Không thôi nó sẽ bị gãy. Ok. May thế nha. Tính ra nhà của ông ngoại nhìn vậy thôi mà nguy hiểm phết các bạn ạ. À. Nhiều bẫy phết. Tôi hơi bị sợ rồi đó nha. Ok rồi, qua bên đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm gì đây? Ủa, có cái gì nhìn giống cái cục vàng chứ? Ăn cắp quả mận vàng hả? Quả mận vàng á, là mình sẽ lấy cái này á. Ok, lấy nè. Ui. What? Cái gì vậy? Ủa, ông ngoại bây giờ là ông ngoại có nguyên một cái con nhện người máy khổng lồ luôn bạn ơi. Trời, hơi bị xịn nha. Ôi, hình như là bây giờ nhiệm vụ của mình là phải bắn cái con nhện này. Ok, mình vừa chạy mình vừa bắn nè. Từ, để tôi canh. Bắn nè. Ui. Bắn. Ở tính ra là ông ngoại cưỡi con nhện này thôi, nhưng mà nó cũng không đáng sợ lắm ha, tại vì nó cũng không có mạnh lắm. Nó chỉ được một cái là nó chiếu được cái tia laser thôi, chứ nó cũng không có gì đáng sợ lắm mấy bạn à. Ok. Ồ. Rồi xong tôi win rồi. Ơ. Nhanh vậy. Oh no. Ông ngoại đã chìm xuống dưới. Ok. Tính ra là cũng dễ, không quá khó bạn ạ. Ủa. Ở trên kia có gì vậy? Hình như là tôi phải không ta? Hình như đó là tôi thì phải. À, hình như là bây giờ tôi chỉ cần vượt qua bên đây thôi là tôi thắng rồi các bạn ạ. À. Được, cái gì chứ cái này dễ. Ui, ông ngoại tỉnh dậy rồi. No, chạy đi không ơi. No, yên tâm đi. Ông ngoại nhìn vậy thôi, chứ ông ngoại bự hơn tôi chứ. Ông ngoại chỉ chậm đó tôi nha. Tôi sẽ chạy thoát được các bạn ạ. Oh my god, nhìn gương mặt của ông ngoại kìa. Hơi bị đáng sợ luôn. What the hell? Chạy đi. Ok, tôi hy vọng là tôi thoát được. Chị nhanh lên. Ôi, ủa rồi, sao ngoại đứng im rồi? Oh my god, qua đây. Bơi đến tự do hả? Ok, vậy mình bơi bên kia thôi là mình thắng đúng không? Rồi, để bơi qua nè. Ủa?
Cái này là bơi hả trời? Ủa cái này là bơi hả? Sao tôi nhìn nó không giống bơi lắm các bạn ơi? Tôi giống... Tôi đâu rồi? Ôi. Ủa sao tôi chìm xuống nước rồi? À đây tôi lên lại rồi. Tôi tưởng là tôi chìm xuống nước luôn rồi trời. Thiệt sự luôn á. Ok nhảy lên đây. Cố lên, sắp thắng rồi. Sắp thoát được khỏi ông ngoại rồi các bạn ơi. Nhà của ông ngoại nhiều bẫy quá. Ok, nhảy lên đây nè. Rồi sau đó là qua bên đây. Ôi, lại là mấy cái ống tròn tròn này trời. Tôi thề với bạn luôn á là mấy cái ống tròn tròn này tôi ghét ghê luôn á. Nó cứ bị trơn trơn thế nào các bạn, nhảy khó chịu thiệt sự luôn á. Ok, qua bên đây rồi, nhảy lên. Yeah. Nhưng mà hình như là mình để ý là cái Roblox hình như là nó có cái phần bám tường hay sao các bạn. Cho nên là có những cái đoạn mà nó cao ơi là cao thì mình vẫn có thể bám tường mình lên được. Bám tường lên nè, bám lên. Yes, lên tới nơi rồi bạn ơi. Ok, hợp lý. Và mình đã lên tới đây. Ủa có tính thời gian hay gì không ta? Thời gian mấy chủ cứng là sao? À là cái thời gian mà người ta vừa có cái trò chơi nãy hả? Ok. Uầy, các bạn nhìn skin của tôi đang đứng ở trên đây nhảy nè các bạn. Yeah. Và cuối cùng thì tôi cũng đã thoát khỏi được ông ngoại kinh dị các bạn ạ. À. Ôi tôi thiệt với bạn chứ tôi cảm giác cái trò này khá là dễ. Nó chỉ có một duy nhất một cái mà khiến cho tôi cảm giác sợ đó chính là khuôn mặt của ông ngoại đó. Thiệt luôn á, nhìn đúng sợ luôn các bạn. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi. Cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share. Và nhớ subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Và nếu như bạn nào muốn mình sẽ tạo ra một kênh Roblox để quay về Roblox cho bạn xem, hãy comment xuống bên dưới, mình sẽ tạo một kênh Roblox nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye. Và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Tạm biệt. Yeah. Are the king, Hello team.